vẫn còn hai sự trợ giúp nữa. Vâng, cho tôi hỏi tổ tư vấn tại chỗ. Hỏi tổ tư vấn tại chỗ đúng không? Hy vọng là trong trường quay ai biết chắc chắn câu trả lời đúng. Rất nhiều người biết câu trả lời đúng, giơ tay ạ. Mình tên là Nguyễn Hoàng Long, mình đang là sinh viên của trường sân khấu điện ảnh. Đáp án của mình là Hy Lạp. Có chắc không anh? Chắc. Em là Nguyễn Hoàng Tùng Sơn, đang là sinh viên trường Đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội ạ. Và em xin trợ giúp cho bác là đáp án C, Hy Lạp ạ. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ đi hai phương án sai ạ. I will remember you. Will chắc không anh? Chắc là cho em xin sự trợ giúp của tổ tư vấn đi. Tổ tư vấn tại chỗ. Dạ. Chúng tôi xin hỏi trong trường quay có ai biết bài thơ này không ạ? Xin chào Văn Sâm và toàn thể quý khán giả trong trường quay ạ. Cháu xin tự giới thiệu, cháu tên là Văn Sâm. Phương án cuối cùng của cháu là phương án A. Cháu chắc chắn xin chắc chắn cho cô 100% ạ. Vì cháu đã chắc chắn xin chắc chắn. Tôi xin chào anh Lại Văn Sâm. Thế tôi là Lại Văn Sâm. Tôi xin chọn đáp án Lại Văn Sâm. Câu thơ này có trong bài Lại Văn Sâm. Cháu xin chào chú khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Cháu xin trợ giúp cho người chơi câu trả lời là A, Hoan hô chiến sĩ Điện Biên ạ. Vì cháu có một tập thơ của Tố Hữu nên cháu chắc chắn đáp án này là loại đúng ạ. B. Tổ tư vấn ạ. Hỏi tổ tư vấn tại chỗ. Ai biết chắc chắn câu trả lời đúng thì giơ tay ạ. Xin chào chú Ngạn Văn Sâm, xin chào quý vị khán giả. Cháu tên là Lưu Tú và cháu xin trợ giúp cho chị Châu Anh là phương án A, vật lý ạ. Cháu là Nguyễn Duy Khánh và vừa tốt nghiệp đại học ngoại thương. Cháu xin trợ giúp cho chị Châu Anh ạ. Cháu xin trợ giúp đáp án A, vật lý. Người thứ hai cũng là... Are you sure about that? Và người thứ ba chúng ta sẽ làm ngay. Cháu xin chào chú Lại An Sâm ạ. Cháu chào quý vị khán giả. Cháu tên là Trần Ngọc Thắng, cháu đến từ Hà Nội ạ. Và cháu xin trợ giúp cho chị Châu Anh, đó là đáp án A, vật lý ạ. Dạ, quyết định sẽ là bạn. Dạ, quyết định của con là A, vật lý ạ. Cảm ơn các bạn nhiều ạ. B. Em xin hỏi khán giả trong trường quay. Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Vâng. À. 100% chọn D. Nhưng tôi sẽ nghe theo ý kiến của khán giả trong trường quay. Theo một truyền thuyết thì người Cờ Ho đặt tên thác Đam Bri có nghĩa là đợi chờ. 100% khán giả sai. Vâng. Xin cảm ơn tất cả các bạn khán giả trên trường quay. Niềm tin đã mất do nước mắt cuốn ký ức anh chìm sâu. Tình về nơi đâu.